Xin chào các bác nhé. Hôm nay em làm lại clip em mới dẫn dắt cái bộ Kodo quan thải này. Hôm trước làm clip tại vì không người quay. Hôm nay nhờ người quay thì làm lại cho anh em xem cho rõ nhé. Tiên là mình có định tâm này. Định tâm ở trong này. Mình làm sạch vía đi, cho vào đây. Cho vào con ốc, giữ hai con ốc này, giữ hai định tâm lại, được chưa? Ra định tâm lại được rồi, bắt đầu mình cho cành vào. Đây là cành Lota Copy nhé, cành Khương Tuyến rất đẹp. Có gì nữa? Rất bóng. Bắt làm sao cho vào để đuôi chuột nó thò ra một chút như này. Bắt đầu mình cố định các ốc lại. Bạn tới tay nhé, không bạn chặt quá. Còn ở trên cái định tâm thì nó sẽ có lỗ sẵn rồi đấy. Hai cái lỗ mà có cái hai cái lỗ mà có cái gen ấy thì là ở đây. Còn cái lỗ kia thì là để con ốc dài bắt xuyên thẳng từ khung này xuống tiếp. Cố định được cái cành rồi. Theo đến bụng có 3 mảnh đầy đủ đây. Ba cái chốt cho vào trước có 3 mảnh. Mảnh đầu tiên các bác để ý chiều nhé. Quay làm sao để nhìn thấy rõ ấy. Quay thì bị đẹp gặp không quay. Ba nhé, cái mỏ này nhé, cho xuống dưới này để nó giữ cái búa. Có nhìn thấy không? Nó không nhìn thấy thì đứng lên đi. Tiếp đến bộ ruột định tâm tác chỉnh nó so. Đầu tiên tăng chỉnh nó so. Ngược em cho ngược này. Chiều này. Có con ốc giữ này, giữ tạm này. Tiếp theo đến lò xo này. Búa đây. Quy này, các bạn để ý nhé, cho cái chiều này xuống dưới này.
là các bạn mua vàng này các bạn sẽ có cái này giữ đây. Khi mà đã lắp bộ ruột xong, chúng ta sẽ quay sang bây giờ mới lắp lò xo bộ cò. Đấy. Thứ tự này. Xuống cái này, này. Đến cái này, này. Đó, đến cái này. Để gọi hơi chặt vào tí để tránh nó lỏng. Có 3 lò xo nhé. 3 lần lượt. Xo dài. Ngắn hơn chút. Cho cuối. Nó sau này đẩy để nó giữ đẩy cái móc này nó móc vào cái búa. Đấy, đến bộ này giữ này. Bắt vòng chữ A. Cái bộ lục này nó chỉ có mấy chục nghìn thôi các bạn. Như hôm trước mua là 58.000 thì sao ạ? Các bạn nào mà ở gần mấy tiệm kim khí tổng hợp ra mua cái. Đấy. Như này đã lắp xong. Đấy, mình thử nhé. Đấy. Đồ chuẩn. Bộ ruột nhập. Khung bắn đúng chỗ. Lên cái một. Đấy. Các bạn thấy không? Rất chi là nhanh gọn này. Tiếp theo đó mình sẽ lắp cái này thì nó dễ dàng rồi. Đấy. Chụp lòng này. Tay cầm. Đây là cái ốp bán đỡ. Này thì lúc mà giao cho các bác ấy thì cái này em không lắp cho. Em chỉ lắp cho các bác như này nếu mà khách gần. Còn là xa thì em sẽ gửi COD. Tất cả bộ phận đấy các bác về các bác tự lắp. Nó hướng dẫn thì nó đấy em làm clip các bác xem, các bác tham khảo. Thế nào mà nếu mà các bác nào lấy đồ bên em ấy thì em sẽ có clip gọi video hướng dẫn trực tiếp mà nó rất đơn giản luôn cho các bác luôn. Đây cái chốt này. Ở đây. Đấy. Clip em phải làm lại vì cái clip nó làm quay lên là không có người quay cho, nhìn là chán đời quá, không nhìn được cái gì cả. Các bác chắc là nhìn thấy có bác vào mắng luôn là không rõ. Đúng thật sự em làm clip nó là hơi lỗi. Thấy ngon này chưa? Đó. Rất ngon này. Giờ cái kính thì chắc là các bạn nhìn đã biết ngay à. Có mỗi bộ cỏ, bộ ruột lắp định tâm như là cảnh thì là khó. Đấy. Hướng dẫn các bạn này. Lắp vào cái thử ok được chưa? Đấy. Đây, còn cái này thì lắp vào đây thì chắc là cũng hơi bả đâu đúng không? Rất đơn giản. Đấy. Côn đô văn thẳng nhé, văn u cũng rất đơn giản luôn. Giới thiệu luôn các bác mấy cái sản phẩm thì em nói nhiều hơn chút nào.
từ củi, khuôn đúc kẹo, tới kẹo phụ kiện về thông bể phốt, tay cầm, bình hơi phụ, bơm bình, nói chung là tất cả mọi thứ em đã chuẩn bị đầy đủ hết cho tất cả anh em nào đam mê đến với shop của em thì không phải lo phải đi tìm kẹo, mua kẹo để chơi. Khuôn rất nhiều loại, 5.5, 5.52, 5.56, 4.5, 6.35, rất nhiều người đã sử dụng ở bên em rồi. Các bác, số điện thoại của em liên hệ trực tiếp hoặc các bạn Zalo. Cảm ơn gọi điện, đừng nhắn tin nhé. Rồi, xin chào các bác nhé. Các bác có nhu cầu gì liên hệ cho em. Tất cả đồ về condo, đồ thông bể phốt, Benjamin, bạn em đang làm, em có thể phục vụ được các bác. Em không báo giá được ngay, nhưng em sẽ cung cấp được cho các bác. Về dòng condo thì hỏi bất cứ gì em báo giá luôn cái đó. Số điện thoại đây, đồ đây. Chào các bạn nhé.